Hi, xin chào. Xin chào cả nhà, mình là Hoàng Quyên. Phước Sửu. Hai chị em mình có mặt tại một dự án khá đẹp của nhà bè. Đây là dự án gì vậy em? Zai River County One là một cái phân khu đầu tiên của dự án Zai Gai nhà bè chị ạ. Ok, cái là dự án rất là nổi tiếng ở khu Nam luôn đó. Mọi người có từng nghe về Zai River của nhà bè chưa? Chắc ăn là nhiều người sẽ biết đến dự án này rồi á, Hoàng Quyên. Và chị Hoàng Quyên đã từng đến đây bao nhiêu lần rồi? Như lần này là lần thứ hai á em. Cảm nhận của chị tại cái dự án này như thế nào? Cứ mỗi lần đến đây là có một cảm nhận rất là khác nhau. Đặc biệt là khi coi những cái căn đẹp hơn, những cái căn lúc đầu. Như hôm nay là chị được khám phá một cái căn là view sông. Và một cái căn nữa chị đang rất là thích, đây là một căn góc cạnh với công viên đây nè. Vâng, quá đẹp không? Kế bên là những cái công viên gọi là công viên mùa đông và công viên mùa xuân, gọi là mới gọi là đưa vào trồng cây thôi, nhưng mà nhiều hoa nở lắm không chị? Đây là công viên mùa đông đúng không em? Đúng rồi, chị. Công viên mùa đông chị thấy ở đây có những cái sắc hoa nó giống lấm tấm, giống như là mùa đông hoa nở, có hoa tuyết đó chị. Và ở đây chủ đầu tư trồng những cái dạng cây tầng cao này dọc theo cung đường và bố trí rất là nhiều loại hoa thấp tầng, cao tầng dọc theo những cái công viên này. Và những cái công viên này là có những cái máy tập thể dục này chị. Và bây giờ Phước Sửu và chị Hoàng Quyên sẽ ghé thăm một cái căn biệt thự là 9,5 x 17 tại cái dự án này. Và đây là chỉ mới là một cái mặt tiền bên mặt sau thôi chị Hoàng Quyên, mà nó đã đẹp và như vậy rồi. Và mặt trước thì nó sẽ còn lung linh như thế nào nữa chị Hoàng Quyên ha. Mình có thể vào nhà xem được không em? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ Phước Sửu và chị Hoàng Quyên đi dọc theo cái này là bên hông của căn nhà 9,5 x 17. Cái này mình có thể trồng hoa, trồng cỏ được không em? Tất nhiên là được rồi chị. Ở đây thì mình có thể trồng nhiều loại hoa, nhiều loại cây nè. Bởi vì chủ đầu tư bố trí những cái đường nước để chừa sẵn rồi. Thì ở đây mình có thể làm phun tự động đó chị ạ. Rồi, bây giờ Phước Sửu và Hoàng Quyên sẽ đi vào bên trong để khám phá cái căn 9,5 x 17 là một cái dạng như biệt thự song lập á Hoàng Quyên. Biệt thự song lập. Đúng rồi. Thì như vị trí mà Phước Sửu và Hoàng Quyên đang đứng ở vị trí này sẽ mở cửa đây ra, đây là một cái gara. Cửa này mình làm rất là chắc chắn luôn nha mọi người. Đúng rồi, đây là cái cửa để bước ra cái gara và ở đây là cửa gỗ dạng như là chống cháy chị ạ. Ok, rất là đẹp. Rất là đẹp và rất là chắc chắn. Bước ra đây là gara xe và bên hông ở đây là cửa chính, cửa lớn hơn cái Hoàng Quyên. Cửa này là của phòng khách ha. Căn góc này thì mình chỉ thấy mình đặc biệt là mình ánh sáng nó vào trong phòng khách này rất là nhiều. Do là mặt này là mình được luôn cửa kính, hai mặt mình đều có cửa kính nên nó chiếm được cái hưởng được ánh sáng cho trọn cái phòng khách. Gió lúc nào cũng nhiều và đem đến cho căn phòng lúc nào là cũng đùng đầy gió và đầy ánh sáng phòng Hoàng Quyên. Đúng rồi, mình cảm nhận cái tường đây làm cho không gian trong đây rất là mát. Rồi, ở đây thì quý anh chị sở hữu căn này mặt tiền trệt thì mình thiết kế ở đây là một cái toilet. Không gian bếp ở đây là bếp kính. Và ở đây mình có thể làm một cái quầy bar là và làm một cái bếp ngoài bếp thoáng thông với phòng khách. Ok, cái đây ở đây nghĩa là đầy bếp chính và ở đây là có thể là mình làm một cái bàn ăn. Quầy bar và một cái bàn ăn rất là hợp lý. Theo như người Hàn Quốc thì họ sẽ thiết kế hai loại bếp, một là không gian bếp và bếp bên trong, bếp kính, và bên này là bếp ở ngoài, bếp thoáng, bếp mở. Đúng rồi. Rồi thì Phước Sửu và Hoàng Quyên sẽ cùng với mọi người khám phá lên tầng 1 của cái căn 9,5 x 17 phải không? Ở đây thì chủ đầu tư xây dựng khá kiên cố Hoàng Quyên ạ. Ở đây thì bê tông cốt thép là làm khá chỉnh chu luôn nè. Nhìn thấy bê tông cốt thép đổ khá dày. Mặc dù là bàn giao gọi là nhà thô thôi nhưng mà nhìn cũng khá chỉnh chu và đường nét cũng sắc nét phải không Hoàng Quyên? Đúng rồi, chị cảm thấy rất là đẹp á. Cái đường mình thấy được cái là rõ rồi cái lớp bê tông và kết cấu xây của căn biệt thự này rất là dày. Bước lên cầu thang thì mình phía bên tay phải của mình sẽ là một cái gian phòng gọi là master bedroom. Thì ở đây thì mình có thể thiết kế bồn tắm nằm, bồn tắm đứng. Tất cả các gian phòng ở đây đều có ban công hết. Hai mặt tiền trước sau và bên hông nữa nên là gió thông thoáng và lưu chiều lẫn nhau. Ở đây mình được thiết kế cửa kính rất là nhiều nên rất là thoáng luôn ha. Ngày mình có thể không cần dùng tới đèn. Đúng rồi, ngay cả máy lạnh mình cũng không cần dùng bật nữa. Bởi vì
tất cả cái bê tông ở đây đổ rất là dày, ngay cả trên mái đổ cũng chắc luôn, nên là nó tạo một không gian rất là chắc chắn và không bị nắng. Ở đây mình có thể thiết kế được phòng gì em? Ở đây là một phòng cũng là phòng ngủ, hoặc là một phòng ngủ và một phòng sinh hoạt chung dành cho đánh đàn. Giống như là đây là nếu phòng sau là thiết kế một phòng ngủ và ở đây thêm một phòng ngủ và không phải là thiết kế hai phòng ngủ nhỏ, thì đây sẽ là một phòng tắm sauna, bồn tắm nằm và có thể là max phòng sông hơi ha. Và tất cả đều có cửa sổ, có một cái ban công khá rộng. Từ cái ban công này thì mình có thể nhìn ra cái dãy nhà phố và dãy shop house luôn Hoàng Quyên ạ. Đường trước nhà thì coi như khá đẹp ha, lòng đường rộng, xe hơi tránh nhau thoải mái. Hai bên thì còn trồng khá nhiều loại cây xanh. Gần kế bên căn này là căn gốc á, do căn gốc này có một cái công viên, có nhiều trúc nè, rồi công viên tập thể dục, cây tầng cao và hoa tầng thấp, tạo một cái không gian rất là thoáng mát khi mà mình vào trong căn nhà này. Và đặc biệt là có một cái thiết kế khá là, như theo chị nghĩ đây là cái phong cách của nước nào vậy? Cái này chị giống như phong cách tân cổ điển về châu Âu, thiên hướng về châu Âu. Ở nước Ý hay là một số nước khác thì cái phong cách này rất là được nhiều người ưa chuộng phong chị, kết hợp được cổ điển và hiện đại. Cổ điển và hiện đại cộng với cái tông màu nâu sáng, cái nâu mới bây giờ. Nhìn cái mẫu nhà này, cái màu này nó sẽ khiến nhà mình không bị cũ, và nó càng ngày nó càng tăng cái độ mà cổ điển hơn, nó càng có giá trị hơn. Một cái mẫu nào là không bao giờ là bị lỗi thời. Và bây giờ cái không gian phía bên trong thì mặc dù là gọi là ba mặt tiền rồi, nhưng mà chủ đầu tư không quên thiết kế một cái loggia, là một cái khoảng không ngay ở tầng 1. Từ đây thì có thể là uống trà nè, ngắm cảnh, có thể mình ngồi đọc sách hoặc là mình ngồi uống trà chiều ở đây, phóng mọi tầm view về cái hướng nhà bè, phải không? Khá đẹp. Và bây giờ là Phước Sửu và Hoàng Quyên sẽ đi lên tầng 2 để xem cái tầng 2 mình thiết kế được những gì, trong khi đối với tầng 1 thì mình có thể thiết kế từ 2 đến 3 phòng ngủ rồi, phải không Hoàng Quyên? Chị nghĩ là tầng 1 thì thiết kế 2 phòng ngủ thôi em, để tạo nó tạo được cái không gian thoáng cho một cái căn biệt thự. Tùy theo cái công năng sử dụng của từng nhà, từng hộ gia đình và nhà bao nhiêu thế hệ, nhưng mà đối với cái căn nhà này thì cũng khá là rộng rãi rồi, mình thiết kế được rất là nhiều phòng. Và ở trên này thì mình có thể thiết kế được 2 phòng. Và nếu mà như một số gọi là nhà ít người thì ở đây là một cái gian phòng thờ nè, phải không? Gian phòng thờ, phải không Hoàng Quyên? Nói là gọi là gian phòng thờ nhưng mà không phải kín mít giống như là một số nhà khác mà có cửa này, lấy ánh nắng và lấy gió rất là thoáng. Mình có thể thiết kế gian phòng thờ ở đây. Đúng rồi. Rồi, ở đây thì mình có thể là để trống, một cái lối gọi là để trồng cây xanh, và thiết kế một vài cái gian trang trí hoặc trồng hoa cảnh chim chóc ở đây. Thì tùy theo mỗi người có một cái cách thiết kế khác nhau, nhưng mà về hình dung một cái căn biệt thự song lập nơi lại như vậy thì cảm giác nó phù hợp với một cái công năng của một gia đình tầm khoảng 3 thế hệ trở lên, không? Ở đây chị thấy là chị thích để một cái xích đu, tại vì cái ban công rất là rộng, để một cái xích đu hay là một cái xích đu dài cho nó thích hợp với trẻ con, và ngay cả người lớn tuổi chiều chiều có thể ngồi ở đây, là nó rất là chill cái cảnh không gian ở đây khá đẹp. Rồi bây giờ mình vào bên trong để mình tìm hiểu cái cách thiết kế của mặt bằng mái ha, và cái mặt sau. Mọi người nhìn ra mặt sau thì vẫn có ban công, vẫn có phòng, vẫn có chỗ để chừa cho toilet. Và đặc biệt trên mái này, chủ đầu tư đúc khá kỹ luôn chị Hoàng Quyên ạ. Ok. Rất là dày luôn. Nên là mặc dù buổi trưa đang rất là nắng, nhưng mà đang đứng ở đây thì không có bị nghe một chút trên tầng, mặc dù trên tầng áp mái nhưng mà nó không hề nóng như những cái căn nhà khác. Ngoài do ra thì cái mái mình đổ quá dày, bê tông dày. Ngoài ra chủ đầu tư còn đặt mua ngói thái từ nước ngoài về, và sau đó là lợp trên những cái mái này nữa, tạo một cái nét cổ kính, cổ điển cho cái gian nhà. Ngói thái là giống như những cái căn nhà bên kia đó phải không em? Tất cả ở đây cùng một loại ngói. Ok. Đây một cái tầm view mặt sau khá đẹp.
Mặc chị thấy dù... cái công viên bên đây lớn hơn nữa nè. Đúng rồi, mặt dạ, trước công viên, mặt sau công viên. Và đây à, trước mặt của Phước Sửu là một cái dòng sông. Căn này thì view sông, view là không phải là trực diện sông, nhưng mà nhìn qua bên kia một dãy biệt thự, nhưng mà nó có những cái hành lang nhá, và có lối đi bộ nữa. Là cảm giác như một cái căn này á, là mặt chị thì căn này vẫn thấy được cái view sông. Đúng rồi, một cái làn gió đem đến một cái làn gió mát từ sông, phải không chị Hoàng Quyên? Cái góc này mình có thể đặt một cây đàn piano được không em? Quá tuyệt vời chị. Một cây đàn piano mà mở hướng mắt về, gọi là nhìn ra công viên phía bên tay trái thì nhìn ra sông, thì cảm giác nó chiêu như thế nào, phải không? Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem qua video review về cái diện tích 9.5 x 17 biệt thự Song Lộc của dự án Zayget Nhà Bè. Để có nhiều thông tin hơn nữa về cái căn biệt thự này thì quý anh chị inbox ngay cho Hoàng Quyên, Phước Sửu, đội ngũ chúng tôi sẽ đem đến cho quý anh chị nhiều cái sản phẩm cực kỳ hấp dẫn và giá rất là rẻ. Chúng tôi là chuyên về khu Nam Sài Gòn và đặc biệt là dự án Zayget này, nên quý vị cần những cái thông tin để tham khảo về tất cả các loại hình diện tích trong dự án thì có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.